thiệu với các bác một mẫu củng tẩy mới cứng đập hộp đây. Làm đi em. Xốp này đập không vỡ đốt nó cháy này. Đấy. Củng tẩy đây. Mời các bác xem. Đấy. Rất nhiều xốp này. Đây các chồng. Rất nhiều gói hút đập này nên là không bao giờ sợ nó bị như nào cả. Giới thiệu các bác đây là sản phẩm Kinh 4.8 model của xe F mới hàng nhập khẩu. Anh em ơi nhấc lên đây. Rồi mời đại ca. Nhấc cả này là dùng rút giấy sao? Sản phẩm 4.8 này có công suất là 800W một kênh. 800W một kênh. Ở đây là thông số chi tiết trên giấy tờ. Ở đây là cái mặt form của nó, mời các bác xem này. Da đẹp. Đấy. Hà Nội một ngày nắng, một ngày có gió. Đấy, quay cho các bác xem. Sử dụng rác cắm toàn rác Nutrix Canon. Đấy, rác bắp chuối, chợ rất nhiều cửa rác. Dinh hoàn to, loại này thì cắm phải một to mới chịu được. Đây các bác nhìn xem. Đường kính nội dây là 2.5mm nên là dùng rất là tốt, chịu tải rất là khủng. Một chiếc này có thể đánh được 4 chiếc loa CAS bass 30, bass 40. Công suất tải là 800W một kênh, tải 8 ohm, 4 ohm lên tận 1200W. Đây là các bác quánh thoải mái luôn nhé. Đấy, hàng chính hãng công ty TM CAS này. Anh đẩy cho mấy con tải ra đi. Đây. Đây. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng tem phiếu nhập khẩu chính hãng của HP Việt Nam. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp, giá không công khai được, giá liên hệ giá tốt lắm. Da đẹp. Đây nguyên cả công này, hàng về trên công sẽ mà hàng chính hãng công ty bảo hành 1 năm. Rất nhiều hàng, từ nãy giờ quay nhiều lắm. Ui. Nếu bạn sợ ra sửa. 1.8S.